Xin chào tất cả các bạn. Canada là một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới với mức sinh hoạt cao hơn so với Việt Nam là 70,81%. Chi phí du học Canada là một thách thức lớn của nhiều gia đình và học sinh. Tuy nhiên, nếu so với Anh, Úc, Mỹ thì Canada vẫn là một quốc gia hợp lý và dễ đi khi có nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí khi du học Canada. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những giải pháp tiết kiệm chi phí khi du học Canada các bạn nhé. Dưới đây là một số mánh khóe giúp bạn có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Ở gần trường, nếu được xếp ở ký túc xá thì bạn sẽ nhẹ gánh hơn. Còn nếu phải ở ngoài homestay thì bạn nên chọn nơi ở gần trường nhất hoặc dễ di chuyển nhất. Một khi đã chọn nơi ở, bạn cần tận dụng đồ đạc của các du học sinh khóa trước, để lại như nồi cơm điện, bàn, tủ, thậm chí sách vở. Đây là cách giúp bạn không phải mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh từ nhà sang hoặc bỏ tiền mua sắm mới. Săn hàng giảm giá. Thay vì cố mua món hàng mà bạn yêu thích với mức giá đắt cắt cổ, tại sao không chờ đợi và tận hưởng nó với một mức giá ưu đãi hơn trong những đợt giảm giá? Hàng giảm giá và những món đồ trong garage sale là những người bạn thân, hữu dụng, giúp bạn tiết kiệm chi tiêu mà vẫn sắm được cho mình những món đồ ưng ý. Kết thân với máy bay giá rẻ. Một nhu cầu khác phát sinh sau khi các du học sinh đã yên ổn cuộc sống mới nơi xứ người, đó là khao khát được thăm thú khắp đất nước bản xứ, trú ẩn tại thư viện. Đối với những sinh viên du học, việc túc trực ở ký túc xá đã chẳng còn xa lạ gì, đặc biệt là vào mỗi mùa thi. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm một phần lớn chi phí tiền điện, tiền nước và internet chỉ bằng việc đóng đô tại thư viện, sạc điện thoại và laptop tại thư viện, sử dụng internet và wifi miễn phí. Tự nấu ăn. Chi phí cho các bữa ăn ở ngoài sẽ đắt đỏ hơn nhiều so với các bữa ăn tại căng tin trường hay tự nấu ở nhà. Và cách tiết kiệm tốt nhất mà lại an toàn vệ sinh là hãy tự nấu ăn tại nhà. Bạn có thể chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn và chế biến phù hợp với khẩu vị của mình. Nếu muốn tiết kiệm hơn nữa, bạn có thể rủ vài người bạn của mình cùng nấu ăn chung. Số tiền mua thức ăn cho nhiều người khi chia ra đầu người sẽ rẻ hơn khi chỉ mua do mình bạn. Làm thêm, một trong những cách để tiết kiệm chi phí đó là kiếm thêm nguồn thu nhập trong thời gian rảnh. Khi đã đặt chân đến đất nước Canada và sắp xếp ăn ở cũng như học hành ổn định, du học sinh có thể làm thêm bởi chính sách làm thêm tại Canada khá tốt. Du học sinh được phép làm thêm 20 giờ trên tuần trong suốt các kỳ học và 40 giờ trên tuần trong các kỳ nghỉ lễ. Tại Canada, có rất nhiều chương trình làm việc bán thời gian, có thể làm việc trong trường hoặc ngoài trường. Thực tập hưởng lương để có thêm chi phí trang trải. Chọn khóa học có chương trình thực tập hưởng lương từ 3 tới 5 kỳ trong suốt khóa học, giúp cho bạn có thêm nhiều kiến thức thực tế, phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn và có thêm thu nhập để trang trải. Sinh viên năm 3, năm 4 sẽ được đi làm tại các doanh nghiệp đối tác của trường với thu nhập khoảng 2.500 tới 3.000 đô Canada trên tháng. Săn học bổng. Săn học bổng cũng là một phương án tiết kiệm chi phí du học Canada. Mặc dù số lượng học bổng du học Canada không nhiều, các bạn du học sinh có kết quả học tập tốt vẫn sẽ được nhận những suất học bổng giá trị. Để biết thêm thông tin chi tiết về những giải pháp để tiết kiệm chi phí khi du học Canada, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ chi nhánh Quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận Nhất với số điện thoại 028 38 48 4879 hoặc chi nhánh Quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, Quận 5 với số điện thoại 028 38 38 2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.